Dư luận nên hay không nên xây dựng sân bay Long Thành thì sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tổ chức họp báo để thông tin chi tiết về những tính toán và mức cần thiết phải xây dựng sân bay này. Dự án sân bay Long Thành dự kiến có tổng vốn đầu tư là 3 giai đoạn lên tới 18 tỷ đô la Mỹ với năng lực đón khoảng 100 triệu khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đã có nhiều câu hỏi được đặt ra, đó là sự khác nhau giữa số liệu hành khách hàng năm giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Cục thống kê của Thành phố Hồ Chí Minh. Liệu rằng dự án này có đội vốn như nhiều dự án khác và việc gia tăng nợ công là vấn đề trả nợ ra sao? Mục tiêu chính của dự án là tiếp nhận hành khách hay trung chuyển, v.v. Theo thông tin từ các đơn vị liên quan thì sở dĩ phải đầu tư vào sân bay này bởi hiện tại thì sân bay Tân Sơn Nhất đang trong tình trạng quá tải cả về năng lực đường ga cũng như là đường bay và không phận. Bên cạnh đó là ô nhiễm tiếng ồn dân cư. Thêm vào đó thì sân bay Long Thành sẽ tạo điều kiện cho ngành hàng không Việt Nam phát triển, mở rộng giao lưu kinh tế và hội nhập, hình thành liên kết vùng kinh tế Đông Nam Bộ rõ nét và phát triển mạnh hơn. Về vấn đề huy động vốn thì các đơn vị sẽ có kế hoạch cụ thể sau còn chờ Quốc hội xem xét và thông qua.